Mà mày đã là gì? Em đã công việc rồi. Ơ đi, công việc của em đây. Chị. Sao? Nó xoa đâu? Đây nó xoa đây. Chị đã thấy. Chị, sao chị lại làm của em? Thôi, em đi về. Sao em không có thời gian với chị nữa? Ôi, nhưng mà chị chỉ tháo xem. Chị đang khám phá mà. Rồi còn gì chị đã phải cay cay. Chị đang ngồi á, ở đây có nhiều con kiến to cục. Chị vừa bắt, nhưng mà đấy em đến cái tay mất rồi. Ơ, có cái gì đấy? Con vịt nhà em á, chị có thể khác không? Khác luôn đi. Vịt bình thường nó chỉ có một con vịt này. Wow, sao vịt nhà em nó lại thế này? Có lò xo ở đây. Ồ, vịt lò xo. À, đây là vịt lò xo. Wow, chị thử xem nào. Chị ơi, ơi, nhìn này. Nó còn làm sao được nữa? Pin ấy. Ồ, nó pin nào? Wow. Ôi, con vịt nhà em công nhận kỳ diệu thật đấy. Mình chỉ thích thôi nha. Ôi, con lại còn cứ nhảy nhảy này. Ôi, thế này thích nhỏ. Ôi, siêu nhân sướng thế. Nhưng mà chị ngửi lên mùi gì chán cháy rồi ạ. Chết rồi. Làm sao? Mẹ em bảo em tắt bếp rồi. Nhưng em kêu chưa tắt bếp rồi. Ừ, cho em thấy em bị đánh tắt bếp rồi. Ừ, về đi nhá. Cứ để vịt đây chơi với chị nhá. Ừ, chị không làm hỏng đâu. Ôi, sao cái vịt của nó hay thế nhở? Nó còn phát sáng rồi này. Ăn như này. Ô, nó tháo được mà. Đây chỉ là cái lò xo thôi mà. À, đây là cái lò xo này. Đây là đầu con vịt ạ. Ô, nó cũng tháo được ra này. Thế nó chỉ là một con vịt bình thường thôi mà. Con vịt này có 3 bộ phận. Con vịt. Quạc quạc quạc. Mày biết đẻ không? Vịt đẻ đúng không? À, một con vịt này sẽ ra hai cái cánh của mày. Ừ, nhưng mà mày đã nghe thế. Em đã con vịt rồi. Ơ đấy, con vịt của em đây. Chị. Sao? Nó xoa đâu? Đây, nó xoa đây. Vịt đã thấy. Chị, sao chị lại làm của em? Thôi, em đi về. Sao em không có thời gian với chị nữa? Ôi, nhưng mà chị chỉ tháo xem. Chị đang khám phá thôi mà. Chị nhân. Ôi, mình làm hỏng của nó rồi. Thôi bây giờ nó đi sủa chả nó, không có dỗi nó chơi mình, chẳng ai chơi mình. Chương trình đợi tí, đi sủa thôi. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.